Chào mọi người đã trở lại trường Đại học Vin Universe City tại Gia Lâm, Hà Nội. Đây là chiếc cổng rất là lớn. Phía sau chính là các cái khu tòa dân cư, chung cư. Đó, đây là cái góc mà mình đứng tại khu rừng thông. Biểu tượng thời gian gắn trên đỉnh có cái trụ của trường đại học rất là đẹp. Và được dát vàng. Không biết là dát vàng hay là bằng vàng thì mình không rõ, nhưng mà nhìn rất ấn tượng. Cổng thời gian biểu trưng cho sự vĩnh cửu. Phía dưới đây chính là cái khuôn viên của cái trường đại học Vin University này. Đó, họ thiết kế rất đơn giản, trường phái tân cổ điển cũ và chỉ một màu trắng sữa, trắng xám. Đơn giản, đẹp. Mà nhìn cái biểu tượng kia nhìn nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi mình zoom lên sẽ thấy các chú công nhân ở trên đấy nè. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Công nhân rất là nhỏ thôi. Họ đang leo ở cái chỗ vành số 2 ấy. Rất nhỏ. Đó. Ở bên cạnh này là một cái khu vườn thông. Có thể nói đây là cái dự án lớn nhất mà Vingroup thực hiện về nhà ở, mà nó có số lượng căn hộ quy mô nó tầm cỡ rất là lớn.